cô gái thì sao bảo vậy?
Thank you.
đã tạo mà. Dạ bớt ông ít thôi. Thế chứ mỗi lần mà em cắt một tay bị sát quá thì mỗi lần là em tức luôn ấy. Thank you.
Hãy
Clive sẽ subscribe my channel nào nữa. Thank you for watching.